uống cái này đã lắm em xíu. Bộ gì đi cũng đen. Châu chặt cà đã cho nè. Bà không nặng thì không đè ra thì nặng đây. Bà nuôi mấy tháng rồi mà. Chị Văn Hì 4 tháng 3 tháng dịch với tháng. Sợ. Là mấy ngồi luôn. Nó mà mấy bữa chị đi ngang có đường lên lấy chị ngó em biết đó luôn. Mà sao họ đóng cửa? Bù lỗ cho mấy gì? Chị đi hay đi lên lấy à? Ừ, rất rộn hiện còn làm cái gì không? Giảng làm ở Tôn Thất Tùng á chị. À. Gần ở Liền Lý. Con chuyển đủ chỗ rồi. Lấy nhà hả? Dạ muốn ưng chuyển qua đó. Thuê nhà bên kia. Đãi hơn hả? Mát hơn. Nhưng mà kiểu như nó đẹp hơn, rộng hơn. Vậy bọn em đỡ tốn tiền thuê nhà rồi. Dạ. Mà tốn tiền lãi. Ủa chứ cái chị em đòi cho được hả lo? Được cái này mất cái khác chứ còn những bị chi kìa. Muộn câu đã lắm, đúng không Lê? Lên chị thấy em đi là chị mừng rồi. Yeah. Không về nhà mới không mời chị gì đâu. Em có về nhà mới đâu. Không có ở đâu. Cái trường chưa được nên dịch mới. Không dịch. Trời, cũng đã phê. Làm gì mà nghe rửa mặt cho Na nó lung đi. Alo. Được, em qua địa chỉ mới giúp chị nghe. Dạ. Ok em. Đấy, mấy cái khăn mới ấy dần nè.
Hôm trưa anh chữ tao coi phim Nhung nữa mẹ. Tội dễ sợ. Mình còn hát là nó tội. Bên chợ mình bán bình thường rồi chị Văn. Chơi cho bán rồi bán đại. Không kịp, mình có người bệnh gì.